xin giới thiệu, đây là dàn mini model là Panasonic BM700. Dàn này full chức năng 5CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn hỗ trợ ngõ AUX 2 đầu Avera 3.5. Mình dùng ngõ này để kết nối với điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Chiều cao của loa là 27cm, chiều ngang cả bộ dàn là 50cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 15-25m2 đều ok. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn hoặc dây kết nối điện thoại kèm chung dàn thì liên hệ với bên em. Ở đây nó có chữ CD chết, mình nhấn vào để cho cơ CD chạy ra vào nha. Đây là số điện thoại trên bên cửa hàng em, 0931008099. Các anh vui lòng gọi đến số này hoặc nhắn tin Zalo cho em cũng được. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và tư vấn cho các anh trước khi mình quyết định chốt hàng nha. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua chức năng đĩa MD trước. Đây, rồi sau đó mình sẽ nghe nhạc qua chức năng CD. Bề xe giá lạnh rừng sâu, anh gửi lời thăm về em yêu dấu. Của bao ngày chúng mình xa nhau, chắc em để phấn son nhạt màu và buồn trong cả giấc chiêm bao. Đừng buồn em ơi, nếu hiểu được anh, đây miền rừng xanh bụi vương áo lên. Khi quê mình khói lửa điêu linh, nhớ em nhiều biết sao thôi đành, bụi chôn quả lộc chưa về. Em ơi lau lệ buồn, còn kinh chiến anh còn đi. Đừng giận hơn anh em nhé. Mình thương thì gọi tên nhau, mình nhớ mà không u sầu. Dặn dò em chỉ đôi câu. Từ cà phê sẽ viết gửi về em, riêng tặng người yêu nụ hôn thương mến. Mai anh về kế chuyện nhà binh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đôi. Mình sẽ lấy đĩa MD ra nha. Tiếp theo mình sẽ test nhạc qua chức năng đĩa CD. MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa nhạc, chép nhạc trên cái đĩa này. Và bên em có bán đĩa MD và nhận chép nhạc theo cầu. Các anh thích ca sĩ thể loại nhạc như thế nào liên hệ qua Zalo để em chép cho mình theo ý thích mình nha. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua đĩa CD. Lo đánh lo Panasonic BM700 đánh đi quay, hai cầu, bốn đường tiếng, trắng xanh đỏ đen cho chất lượng âm thanh đều các chị. Tôi thường đi đó đây buồn đen ý mò đôi mắt. Công suất của lo là 80W trên cặp lo. Góc cạnh của lo quá ok, hình thức dàn rất đẹp. Công suất của âm ly để em xem, 54W. Ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính, lo đánh bi quay đây, hai cầu muốn đường tiên cho
lượng âm thanh đều cách vậy. Đây là mặt sau của dàn. Bên em xếp hàng toàn quốc, chỉ cần anh cọc giúp em 300 ngàn thì em sẽ xếp hàng tặng nhà. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Tham gia nhận hàng thì thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Người mà trần địa thì loang máu cười. Đồng Tháp vắng bóng hồng tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc sông tao gọi mày thương quá gần. Bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng, của và người thân. Cái đĩa này em test nãy giờ liên tục cả chục đĩa, chắc nó cũng chảy nát nên đôi khi nó không được nước. Bây giờ em lấy cái đĩa nha, em xin kết thúc clip test. Các anh nào mua bộ dàn Panasonic BM700 thì liên hệ số điện thoại trên bài đăng giúp em. Ồ, nó lủng lỗ luôn rồi, nó chạy lủng lỗ lớn chỗ này. Bỏ cái đĩa này nha. Thôi bây giờ em xin kết thúc clip test nha.